hôm nay Vương Bình đi ngang ở chỗ cây xăng này, thấy một người homeless bị tật ở chân cũng rất là tội nghiệp, nên Vương Bình vào mua kitchen for Nata. Và sẵn dịp này Vương Bình sẽ phỏng vấn anh ta vài câu. Hy vọng là những clip của Vương Bình làm ra sẽ giúp được những người ở trên thế giới hiểu thêm về cuộc sống của những người ở trên nước Mỹ như thế nào. Và bây giờ chúng ta có thể nhìn quanh khu này một chút và chúng ta sẽ tới phỏng vấn anh ta nhé. Chúng ta có thể đi tham quan đoạn đường này một chút nha các bạn. Các bạn cũng có thể thấy ở trên phía trên đó là đoạn đường freeway rất là dài. Đoạn đường này kéo rất là dài và rất là lớn, rất là rộng. Cho nên những homeless không có nhà ở thì đa số họ tụ tập về đây. Ở dưới những chân cầu như thế này thì xa xa có những cái ghế và những tấm nệm của những người chủ nhà mà dọn nhà bỏ đi á các bạn. Hoặc là những người chủ nhà họ muốn bỏ cái nệm cũ hoặc cái ghế cũ, họ muốn thay đồ mới thì họ bỏ đi. Thì những người homeless này nhặt về và để dưới chân cầu, khi họ mệt mỏi thì họ có thể ngồi. Và những tấm nệm á, trời tối xuống, khi tối xuống thì họ có thể ngủ. Thì bây giờ mình có thể chạy một đoạn, các bạn có thể thấy đó, cái cầu này rất là dài và rất là rộng, rất là lớn. Trên con đường freeway dài này thì mình thấy đa số homeless là tập trung về đây. Và buổi sáng sớm thì họ đứng rất là đông, nhưng mà vào giờ này thì họ chia nhau đi xin tiền khắp nơi. Và buổi chiều tối thì họ mới tập trung về đây. Vào mùa dịch bệnh như thế này, những bạn nào, những người nào đã may mắn, rất may mắn là có gia đình, có nhà để ở, có gia đình để về thì đã rất là may mắn hơn những người khác rồi. Còn những người đi homeless thì họ đã bỏ rất là nhiều lòng tự trọng của họ xuống khi họ cầm cái bảng homeless lên. Thì tất cả lòng tự trọng của họ đã bỏ xuống rồi. Và họ dường như đã đến bước đường cùng rồi. Cho nên dù gì lý do gì đi nữa thì trong thâm tâm của mình cũng cảm thấy những người này họ thật là đáng thương, họ thật là kém may mắn. Và cũng trên con đường này nè các bạn, thì con đường này là dẫn tới những tòa lâu đài ma, những tòa lâu đài bỏ hoang mà clip trước mình đã quay cho các bạn xem đó. Chỉ cần cách có một góc đường thôi mà bên đây là khu của những người homeless, của những người vô gia cư ngủ dưới gầm cầu đó các bạn. Từ góc độ này các bạn cũng có thể thấy gầm cầu rất là lớn và rất là dài. Thì bên đối diện bên kia cũng có hai người homeless đang ngồi dưới gầm cầu đó các bạn. Thì một người đang bước qua đi tới bên phía bên mình đó. Mình nghĩ từ nãy giờ anh ta quan sát thấy mình nói chuyện với cái chú bên đây và mình vào cửa hàng mua đồ thì anh ta sẽ bước qua để mình cho tiền anh ta. That's good, mình cũng đang muốn phỏng vấn nhiều người. Và bây giờ mình sẽ đi tới đây phỏng vấn anh chú này. Cái chú này thì hồi nãy mình đã xin phép chú rồi. Và mình đi mua gà cho chú ấy. Thank you, man. Thank you, sir. Okay. How are you today? I'm doing all right. Very good. What's your name? Milton. Milk? Nice to meet you. What happened for you? I lost my leg. I lost it. Wow. How long already? Hi, babe. I can do this for you? Yeah. You will take a picture of a homeless man. Các bạn có thể thấy chú áo xanh bị cục nguyên cái chân đó các bạn. Còn anh này khi anh ta tới thì mình cũng phải xin phép anh ta cho mình phỏng vấn, interview cả hai người. Vì theo luật thì mình phải xin phép anh ta trước. I live under the bridge over here. Oh, you live near? Down there, you know where the boat place is? Right there. Yeah. I live under the bridge, I'm homeless. Are you happy day? Mình hỏi chú ấy rằng chú ấy ngồi đây mỗi ngày phải không? Thì chú ấy gật đầu, đúng rồi, ngồi đây mỗi ngày. How about you? I'll sit there during the day and then at night time I'll go sleep at my camp. You all family, right? That night.
the old bridge. How long you stay here already? I've been under the bridge 13 months. Hai người này và những người khác nữa, họ tập trung vào đây như những người bạn và như một gia đình của những người homeless. You new born here? Mình hỏi anh áo trắng này ảnh sanh ra ở đây hả? Thì anh ta gật đầu. Anh ta sanh ra ở Mỹ này luôn đó các bạn. Anh áo trắng đó nhé. Okay. Today I give for you two friend money, okay? Okay. I hope you better next time. Okay. Thank you, sweetheart. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Have a nice day. God Thank bless. You. You say, can say hi with my friend, your guys. Hello. Hello. Your guy need help, right? My name is Glenn. Mình nói họ gửi lời chào đến các bạn. You have family here? All my family is dead. By myself. Mình hỏi anh ta có gia đình ở đây không? Thì anh ta nói là anh ta hiện giờ chỉ sống một mình thôi. How about you? No, all right, I'm good. And your daughter, your son, you not don't have anything? Mình hỏi chú áo xanh này, chú có gia đình không? Thì chú cũng nói không, chú không có gia đình, chú cũng chỉ sống một mình thôi. I come visit a little while. I usually sit right there during the day. Every day? Mỗi ngày anh ta đều ngồi ở đây xin tiền. But I sit right there till about 3-4 o'clock. How old are you? Feeling good. Old man. Old man, you look not old. 68 years old. How about you? I'm 53. Hai người này, một người 60 tuổi và một người 53 tuổi. Your house here, right? All the house here, right? Các bạn có thể thấy chiếc xe đạp này không? Đây là cả gia tài của chú ấy đây. Đối với chú ấy thì đây là cả một ngôi nhà di động của mình. Mà khi tới đâu chú ấy đều mang theo. Và đây là cả gia tài của chú ấy hiện giờ, hiện ngay bây giờ. Hey, I'm not home. You sleep in there? I sleep further out. Mình hỏi chú ấy ngủ đối diện đây phải không? Thì chú ấy nói không, chú ấy ngủ vòng vòng ở đây. Cũng gần gần ở đây vòng vòng thôi. Yeah, I sleep down there by the tunnel. Còn anh này thì ảnh ngủ gần đây, gần dưới ngay đầu cầu đó các bạn. Anh ta tới đây gần 3 tháng rồi đó các bạn. Thì mỗi buổi tối thì anh ta về đó ngủ. Nhưng mà mỗi buổi sáng á, thì anh ta đều tới đây xin tiền, ngồi ngay góc đường này để xin tiền. You don't work right now? Can't work, I'm disabled. What? My leg. Mình hỏi ngay bây giờ anh ta có đi làm không? Thì anh ta nói không. Tại vì chân của anh ta bị đau và trên vai của anh ta cũng đang bị đau. Cho nên anh ta không thể đi làm được. Thì mình nói rằng hy vọng là có nhiều người xem video của mình và tới đây giúp đỡ cho hai người. You need to help a lot, right? I'm trying to get out from under this bridge. That's all I'm trying to do. Bridge is killing me. Very simple old man. Yeah. Need help. Him? No, me. Him? We don't want no help. Your friend too, right? He's friend. Anh ta nói rằng anh ta và những người ở đây đang rất cần sự giúp đỡ của những người tốt, của những nhà hảo tâm. Đây nè các bạn, đây là nguyên một ngôi nhà của anh ta đó. Anh ta chở theo tất cả dụng cụ của mình để sinh hoạt trong một ngày đó các bạn. Các bạn có thấy không? Trên chiếc xe này luôn đó là sinh hoạt hàng ngày của anh ta. Thì đây là tất cả tài sản của anh ta đó các bạn.
Tất cả những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của anh ta đều ở trên xe này. Thì các bạn cũng có thể nhìn thấy và hiểu được phần nào cuộc sống của anh ta. Why you don't go the house in? I've been there. They told me they have no opening. They don't open. They don't have no opening. Mình vừa hỏi anh ta tại sao không vô những ngôi nhà housing, là những ngôi nhà dành cho những người homeless vô gia cư ở Mỹ đó các bạn. Thì anh ta nói là anh ta có xin, nhưng mà những ngôi nhà như thế thì hiện giờ không có mở cửa nữa. Cho nên anh ta, những người ở đây không thể nào vào được những housing như thế nữa. Mình hỏi anh ta có xin chỗ housing mà hôm trước mình có phỏng vấn một người homeless nữa. Anh ta nói anh ta được một phòng ở trong khách sạn đó các bạn. Cũng gần đây thôi, cũng gần ngay chợ xem gần đây. Nhưng mà anh ta nói là bây giờ họ không mở cửa. Just did a survey. Tell him I need help. Hold it up. Yeah. Please help. My name is Glenn Michael Saki. I need help. You need a help, right? I've been living on a bridge, man, 13 months. Yeah. You too, right? You need help too, right? Yeah. You need to tell somebody. You need to tell somebody. You need to help. I need help. Yeah. Can somebody help you? Yeah. You too. I need help, please. Uh-huh. Thank you, sir. All right. I'll talk to you later. Uh-huh. You down? Các bạn thấy đó, một người khác nữa cũng đến cho anh ta push. Anh ta rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Well, you can eat chủ đề đấy. Ok, that's nice. Happy for you today. I hope somebody come here help you too. Hai người này họ đang rất cần sự giúp đỡ. Anh áo trắng, anh nói đi, làm ơn hãy giúp tôi đi. Mình hy vọng là sẽ có nhiều người đến giúp anh ấy. Somebody one more time. I'll be sitting right over there. Over there. Hey, over there. Các bạn cũng có thể thấy là những người homeless họ xích gần ngay cái cầu đó. Có một người cũng đang ngồi bên kia nữa, nhưng mà mình không qua bên đó được tại vì ở đường này xe chạy nhiều quá. You sit over there every day, right? Okay, that's good. If the weather permits. Yeah. Mỗi ngày anh ta đều ngồi ở đây để chờ sự giúp đỡ. I'll help your guy, okay? Okay, thank you, sweetheart. Thank you. See you next time, okay? Okay, God bless you. Các bạn cũng có thể thấy ở đường này là đường siêu quay. Xe chạy rất là nhiều và những cây cầu như thế này á thì rất là lớn. Mọi người á, homeless thì họ ra đây ngồi rất là nhiều. Cho nên nó đa số là những homeless là tới đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Đây là các bạn có thể thấy không? Đây là một ngôi nhà thu nhỏ của anh ta đó. Trên xe đó là tất cả gia tài của anh ta, đi đâu thì anh ta cũng chạy theo đó. Chân của anh ta thì bị thương rất là nhiều. Mong rằng những người nào xem video của mình thì có thể làm gì đó giúp những người như thế này. Xin cảm ơn mọi người nhé.